Hình như có ai bảo là đi chợ mua con thỏ đi thì phải. Đấy, nhưng mà chợ nhà tôi thì không có thỏ. Nên là hôm nay tôi sẽ vẽ một con thỏ như thế này bù cho mọi người nhá. Vẫn luôn là một con người chăm chỉ đi cà phê vẽ vời chiêu chiêu đồ. Chẳng hiểu sao lúc đấy uống nước lạnh quá hay sao mà vẽ một cái nền xám như thế này. Vẽ thỏ trắng nhưng mà thỏ hình mẫu có màu nâu nên chơi màu nâu luôn. Nhưng mà tôi vẽ màu nâu mà xong rồi đứa nào bảo tôi vẽ con gấu là tôi đánh đòn nhá. Hai cái tai nó dài như thế kia cơ mà. Thỏ màu nâu mà nó cứ đốm đốm thì mình cứ phết hết tất cả các màu nâu trong hộp vào đi. Sai đâu thì từ từ chúng ta sửa đấy. Khi mà đã được một cái màu lông loang lổ rồi thì chúng ta sẽ di như thế này để nó êm lại nhá. Khi mà màu đã êm rồi chúng ta lại phải phẩy màu vào tiếp để cho nó giống cái màu lông á. Nói thì dễ nhưng mà làm cũng phải tỉ mỉ lắm. Đây mọi người nhìn tôi có chăm chỉ không chứ, vẽ mà quên cả bỏ mũ. Vẽ xong gần hết rồi mình mới điểm nhãn cho em thỏ này nhá. Nào, ok chưa? Lần sau tôi tiếp tục vẽ con gì đây? Comment thử đi nào.